Gọi đây là Vũng Tàu Localize. Chưa cà phê, tỏ làm nhạc. Với homie tao như vậy là cá sống. Mày ảo tưởng mày vớ được gần tao, nhưng ở giữa vẫn còn phải cắt trống. Với bắt đồ xanh, hip hop connect. Tìm đến nhạc tao để mày được giải thoát. Rap Vũng Tàu toàn mấy con tin đủ hôm nay. Để tao đưa nó đi giải thoát, biết chưa? Mấy thằng về đánh lại chính ta đi. VT hôm nay có tsunami. Lifestyle phá cách và tao low key. Giao tranh trong rap như là army. Tụi mình lại thể hiện oh no no. Làm lố bếp đầu in a video. Xung quanh hôm boy dưới slow mo. Vũng Tàu là con sản đáp KD show. Biết bài công sức của tao lại nhạc ra. Gender thì một dạng nước mình đã đặt xa. Từ tò nỗ lực tao có được những thành quả. Những thành vô tình cầm tao sẽ để bên văn xa. Simple cũng tiết lộ bị chơi đồ. The hit anh em đang gần dành lại cơ đâu. Không phải đâu điên rồ. Phải lên nước một bơ bầm. Nhà mà tao mới tới mới đổi. Mấy chú đứa có cơ phê mơ hồ. Woo! VT Local Hit. 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 Yeah, VT Local Hit. Yeah, trình tỷ là student JB ta on my. Ví như đống rác hút rồi baby you don't cry. Còn lại cùng rít trả bầu ít thêm tí nào đâu. Vơ mày tao nghĩ thêm tí muối để gắn vào flow. VT Local show bầu lên đầu thì fresh. Ăn mặc bao giờ thì đẹp mẹ tụi mày nét. Lên đầu thật đẹp mà sau ví tụi mày lép. Để tao ép qua một bên đi. VT ta tỏ sáng vào để tao sẽ nạ pháo. Hẹt mày nhạc xấu làm chuyện bay ba mà cứ như là mày cáo. Sống vì thức đức nên bây giờ mày bị báo. Nếu tao là quan mày sẽ là thằng bị cáo. Tao khuyên mày đến next to the door. Hai là mức xác gây nên kiệt tác. Tụi tao ở đây make some noise in the floor. Nhạc hay đồ ngon đây hôm nay tao chỉ cho bitch. Yeah.